Anh không thích rap về tình, nhưng trong đầu anh cứ pop ra lời. Anh ghét những hạt mưa rơi vì nó cứ bắt anh phải chờ đợi. Anh thích những chiều hoàng hôn vì tới lúc đó lại nhớ một người. Nhớ từ cái cách nói chuyện và nhớ cả ánh mắt nụ cười. Em là một thứ đặc biệt mà không thể nào có thể so sánh. Là một công thức đặc biệt mà chẳng cần đến bột mì làm bánh. Em chính là người con gái mà có được ánh mắt long lanh. Và một điều đặc biệt nhất, em chính là người con gái trong tim anh. Một ngày thiếu vắng bóng em, dài như một thiên niên cộng một thập kỷ. Chỉ mong là được gặp em để ngồi cạnh ghế bên tai và thủ thị. Và em ơi hãy đến bên anh để anh kể cho em nghe. Em là báu vật châu báu mà anh muôn đời cất giấu đó nha. Vào mai anh on the beat chắc sẽ có vài haters cho mà xem. Nhưng mà anh không quan tâm bởi vì chủ yếu bài này dành tặng em. Lâu nay ông hoài nhạc sến, người ta thường hay nói đến Ngọc Sơn. Chắc sau bài này dành tặng em, anh sẽ trở thành second Ngọc Sơn. Anh biết anh không được đẹp trai, anh cũng chẳng phải là rich kid. Nhưng mà nói về tình cảm anh dành cho em thì phải gọi là richest. Nhiều người yêu nhau như tức liều chanh và có thêm hai quả tim vàng. Bla 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 bla, vì anh chỉ biết là anh đang yêu nàng. Anh nhớ cách đây một năm, lúc đó là anh đang ở trên Facebook. Lúc trên new feed bỗng nhìn thấy em làm anh khựng lại thêm một chút. Định thả tim vào hình em nhưng chẳng hiểu sao mà anh lại ngại. Chẳng biết vì sao anh cứ muốn là one day you will be mine. Bài rap này hôm nay anh biết không hề có ý định từ trước. Nhưng nỗi nhớ em lại thêm nên gan của anh lại to thêm một thước. Anh như là Iron Man nhưng yêu em hơn cả 3000 lần. Em như là Shizuka làm tình yêu của anh càng to dần. Và anh muốn em hãy biết rằng yêu em là điều anh tự nguyện. Tâm tư chất đóng lâu nay nên anh để dành viết thành một cuốn truyện. Những lúc anh nhớ về em, anh sẽ nhớ đến những câu chuyện. Vì gặp được em là phép thuật, song Goku cũng không thể tu luyện.